Thưa quý vị, dù tốt nghiệp kỹ sư điện nhưng Dũng sinh ra trong một gia đình có bố mẹ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nên tình yêu dành cho nghệ thuật luôn tuôn chảy trong chàng trai trẻ 9X Phạm Anh Khoa, ngụ tại thành phố Bà Rịa. Và cũng vì vậy mà Khoa đã sẻ ngang để theo đuổi niềm đam mê nhảy của mình, để rồi thành quả là nhiều giải thưởng uy tín đã đến với anh. Không chỉ tận hưởng sự thăng hoa với nghề nghiệp, Khoa còn dành nhiều tâm sức để chia sẻ niềm đam mê của mình với những thanh thiếu niên, học sinh có chung sở thích, qua đó tạo sân chơi lành mạnh, hữu ích cho tuổi trẻ địa phương. Bây giờ mời quý vị cùng gặp gỡ vũ công, biên đạo trẻ Phạm Anh Khoa. Hãy cứ có thời gian rảnh rỗi thì những bạn trẻ này lại đến Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh để tập nhảy cùng thầy Phạm Anh Khoa, chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy đường phố của trung tâm, một trong những vũ công biên đạo nhảy hiện đại có tiếng của tỉnh. Trước khi tham gia cái câu lạc bộ thầy Khoa thì cũng không biết nhảy là gì á, cứ múa múa tùm lum. Xong cái sau khi câu tham gia thì thầy Khoa chỉ điều nên mình cũng không múa tùm lum, mình múa theo có quỹ đạo, có nhảy đẹp hơn. Mình tập nhảy xong mình kết bạn, mình nói chuyện với mấy chị lớn, mấy người bằng tuổi. Tốt nghiệp kỹ sư điện nhưng vì yêu thích môn nhảy hiện đại nên chàng trai 9X Phạm Anh Khoa vẫn quyết định bỏ ngang để theo đuổi đam mê của mình. Dù thừa hưởng gen nghệ thuật từ cha mẹ, có năng khiếu nhảy, song để đạt được thành công, Khoa vẫn trải qua một quá trình học tập khổ luyện kỳ công từ những bậc anh chị, những nghệ sĩ nhảy tên tuổi trong nước. Sau khi đạt nhiều giải thưởng nhảy uy tín toàn quốc, năm 2012, Khoa trở về thành phố Bà Rịa, phát triển nghề nghiệp và chọn Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh để đầu quân. Và chỉ trong thời gian ngắn, Khoa đã đề xuất trung tâm thành lập câu lạc bộ nhảy đường phố nhằm đào tạo huấn luyện các vũ công biên đạo nhảy hiện đại và dạy nhảy miễn phí cho những học sinh, thanh thiếu niên có sở thích và đam mê nhảy. Sau hơn 10 năm hoạt động với sự tận tâm trách nhiệm của thầy Khoa, câu lạc bộ nhảy đường phố đã có nhiều đóng góp cho các hoạt động nghệ thuật chung của tỉnh, đồng thời tạo sân chơi miễn phí hấp dẫn cho hơn 100 lượt học sinh, thanh niên, chủ yếu trên địa bàn thành phố Bà Rịa. Trong số này có nhiều em đã trở thành những vũ công biên đạo nhảy chuyên nghiệp. Và từ đầu nhé, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuyệt tiền. Cứ một tuần thì tụi em lên khoảng thứ bảy chủ nhật, khi nào tụi em rảnh thì tụi em cứ lên nhà thầy. Sau một thời gian mà học hỏi ở thầy thì em giảng dạy lại cho các bạn nhỏ mà giống như em hồi trước, thì em cũng bắt đầu đi diễn và đi biên đạo chung với thầy, rồi em có thêm thu nhập. Dạy miễn phí cho cộng đồng, đó là nghĩa vụ của những giáo viên nhảy và múa. Dù nó ít hay nó nhiều, nó cũng là một công việc để giúp cho cộng đồng phát triển, và các bạn ấy sẽ không dính vào những tệ nạn xã hội. Hiện vũ công biên đạo trẻ Phạm Anh Khoa đang phối hợp với Trung tâm Văn hóa các huyện thị thành phố để nhân rộng mô hình câu lạc bộ nhảy đường phố nhằm mang đến sân chơi lành mạnh, hữu ích cho thanh thiếu niên học sinh trên địa bàn tỉnh.